Đây là một bệnh lý chuyển hóa trong cơ chế của chúng ta. Đặc trưng của tình trạng tăng đường huyết mãn tính. Mãn tính tức là tế bào bệnh nhân tăng đường huyết bất tiến hai thời điểm. Nếu một thời điểm thôi, sau đó không bao giờ là tăng đường huyết thì không bao giờ đến đó bệnh nhân thường. Mãn tính bất tiến hai thời điểm. Và đây là một cái tiếng viết cho cái tiếng insulin là tiếng insulin. Rồi, đó là quan điểm của thầy em. Thành thử là khi điều trị thì phải nhắm vô cả hai cái. Một cái thiếu tiết tiết thì phải kích thích tiết tiền. Một cái phải làm cái hoạt tính của nó tốt hơn. Thì đó là hai cái cơ bản của điều trị. Cơ chế bệnh sinh của nó từ hiện nay có tới 8 cơ chế, nhưng không ai kết hợp 8 thứ thuốc. Cơ chế bệnh sinh nó được có 8 cơ chế, nhưng người ta không kết hợp 8 thứ thuốc. 8 thứ thuốc đó người ta chỉ lựa chọn tối đa là 3. Tối đa là 3 thứ thuốc. Kết hợp tối đa là 3 thứ thuốc thì uống. Tối đa là 3 thứ thuốc thì uống. Sau đó nếu được không ổn định nữa, người ta được tiếp tục dùng. Mặc dù có đến 8-9 thứ thuốc, nhưng tối đa là 3 thứ thuốc. Có ai thắc mắc thì cái slide này. Mỗi cái tôi sẽ dừng lại để cho các bạn quen thân. Slide này nói là điều gì? Slide này nói là rằng mình đã có được một cái chuyện thông bố là bệnh của các quốc gia đang phát triển. Đang phát triển, điển hình là ở vùng Nam Mỹ là quốc gia đang phát triển đa số là các nước nghèo, tỷ lệ tăng 102%. Châu Phi tỷ lệ tăng là bao nhiêu? 81%. Vùng châu Á thấy bình dương nó ở Việt Nam tỷ lệ tăng là bao nhiêu? 48. Trên 70%. Trong khi đó Hoa Kỳ là bao nhiêu? 48%. Ông Châu là bao nhiêu? 21%. Việt Nam là 48. Mình đừng tưởng rằng các nước giàu thì nó mắc bệnh đái tháo đường. Chính các nước nghèo đang phát triển sẽ mắc bệnh đái tháo đường. Bây giờ sự đô thị hóa khiến cho tỷ lệ bệnh đái tháo đường giảm. Hồi tôi vô trường năm 1985, trong trường không có xe gắn máy. Cái nhà gửi xe ngay ngoài đầu trường huyện lên, hoặc xe đạp không. Ê. Đó là sự thật. Khi đi học, đi xe đạp, bệnh viện nào xa các mấy cũng phải đạp xe, không có phương tiện gì đi phải xe đạp, bệnh lầm thì bỏ cũng phải đi thôi. 30 năm sau thì mình xảy ra, trong trường toàn là xe gắn máy, xe đạp xuất hiện. Điều đó thì chúng ta thấy cái gì? Đời sống phát triển, ít vận động hơn. Đúng không? Hồi xưa mình tôi đi học, không có cửa hàng thức ăn nhanh, không có mặt đô nộ, không có cái xe không có. Hồi đó, trên chiếc xe chở theo một cái bao, một cái chai, bao là để đựng. Những gì? Không có bao để mua gạo, và cái chai là cái chai để mua. Mùa nước mắm. Nó phải là sống phải đứng chờ chừng nào xe gạo về là báo cho lớp anh đi xuống mua gạo lắm gạo có đời sống đâu chứ không có thời gian không có gì gạo. Hồi xưa tivi nó rất xá là phải chạy tới chỗ đó bạn lúc bây giờ có remote hết. Tất cả những cái phương tiện hiện tại làm giảm sự vận động của con người, giảm sự vận động của con người thì giảm sự tiêu thụ cơ bộ, gia tăng khả năng thừa cân béo phì, tăng hội chứng đề kháng insulin và nguy cơ đái tháo đường. Ngược lại các quốc gia đang phát triển thì người ta đã có quá nhiều cái kinh nghiệm để người ta kiện lại tỷ lệ gia tăng của đái tháo đường. Các chương trình phòng chống đái tháo đường ở các quốc gia đang phát triển hoạt động rất hiệu quả. Ví dụ chương trình phòng chống quốc gia của đái tháo đường của Singapore, người ta sẽ chiếu hàng ngày trên TV vào một thời điểm nhất định.
đơn giản là gì, người ta không phải mời một giáo sư hay gì đó rồi lên thì phỏng vấn hay nói với lý thuyết, ông ta không làm được đó. Người ta chiếu cảnh một bà bị đánh hơi được lớn tuổi ngồi coi tivi trên tay cầm chai nước đó nửa lít đúng không, thì khi mà bà ấy ngồi tivi thì bà cầm cái nước bà vận động chai nước, bà vận động này cơ sẽ tiêu thụ được luôn. Chứ không phải ngồi coi tivi ngồi là cầm chai nước nửa lít hết chai này quay bỏ thì qua tay này, thì đó là một cách để cho cơ thể vận động. Còn người mình không, người ta vẫn nhảy đàn vận động cũng được, trong nước người ta vẫn nhảy đàn. Nhân viên văn phòng ngồi cái ghế của bánh xe từ chỗ này qua chỗ kia không phải đẩy một cái mà cho bánh xe chạy qua, mình quét tay và đứng dậy đi từ chỗ này qua chỗ kia, tức là người ta chiếu những hành động cụ thể và người ta không dùng mình ở như mình. Bên mình có chương trình phòng chống quốc gia trẻ có được không? Có hiệu quả. Ngược lại có một bệnh nhân khác điều trị hoàn toàn bình thường,
tuân thủ tốt, nhưng ngày hôm qua mới đi đám cưới, sáng ra được mít tay, có phải người đó không tuân thủ không? Có thể là vì lý do là người ta cưới hôm qua sáng ra được mít tay, mình phải nhìn qua để mình biết 2-3 tháng trước thì một người cực kỳ tốt và cải được mít tối và một cây được tốt. Một người cực kỳ tốt tức là cải được mít tối và một cây được tốt. Một người có thể chấp nhận được tức là ăn một cây tốt nhưng đừng tới thời tăng. Dĩ nhiên hai cái tăng hết thì là không tốt rồi. Còn một người mà đừng biết tới tốt và một cây không tốt, mình cần phải giá được lại cho họ biết được đó. Nó có bố có tự như vậy. Hai cái bình thường hết thì không tốt. Hai cái tăng hết thì con người đó sẽ phải can thiệp trên thuốc, sẽ phải xếp insulin và con người vai. Một người đừng biết tới tốt, ăn một cây cao, cần phải nói chuyện lại với họ. Một người đường huyết cao, ăn một C tốt thì có thể chấp nhận được, bởi vì cái tình trạng tăng đường huyết đó mới xảy ra trong một vài ngày trước khi nhập viện. Có thể là về quê nó dỗ hay gì đó lên thì đường huyết tăng, nhưng mà là một C bình thường cũng chấp nhận được. Rồi qua thắc mắc gì nữa không? Rồi qua thắc mắc gì nữa không? Đây là triệu chứng lâm sàng của bệnh đái tháo đường. Chúng tôi vào phòng chứng uống nhiều, nhưng bắt đầu đã tiêm không tôi giải quen hai mấy năm mình tôi nói thôi. Hội chứng uống nhiều. Bệnh phía sau có nghe được không vậy? Ở phía sau có nghe được không vậy? Khác ở đây là bệnh nhân khác gì? Cái gì nó sẽ xuất hiện trước? Ăn nhiều. Cái gì sẽ xuất hiện trước? Thank you.
này ứng dụng tiêu chí này, đáp ứng được của người da vàng, của người Hoa Kỳ, của người da đen ứng dụng tiêu chí này trên khắp thế giới, đây là tiêu chí của tổ chức sức khỏe thế giới, và không phải là người Việt Nam thì có tiêu chí khác, người Mỹ có tiêu chí khác, người Ấn Độ có tiêu chí khác, không, tất cả thống nhất dùng một tiêu chí này để chẩn đoán. Thì như vậy chúng ta thấy quan trọng là có nhớ bạn, có nhớ bạn, có nhớ bạn lớn hơn người bạn, lớn hơn người bạn, chứ nếu đã là lớn hơn không có nhớ bạn thì sai, là sai. Bởi vì định nghĩa đây là một bệnh lý mãn tính, cho nên là nếu chúng ta chỉ có một lần bệnh nhân đi khám sức khỏe tình cờ hay cơ quan, đường huyết áp 140, 140, đường huyết áp qua đen 140, có chẩn đoán ngay bệnh nhân đái tháo đường không? Không. Lặp lại lần thứ hai, không có triệu chứng, không có triệu chứng gì cả, đi khám sức khỏe định kỳ theo cơ quan, đường huyết áp 140, 150 cũng không chẩn đoán người ta mắc bệnh đái tháo đường, cần phải lặp lại một xét nghiệm lần thứ hai. Lần thứ hai cách bao lâu không có quy định, chứ không phải quá lâu, có thể tuần sau 10 ngày, không để 3-6 tháng sau mới lặp lại. Nhưng nếu bệnh nhân khai là sau chừng 2 tuần nay tôi uống nước nhiều, bị nhiễm nhiều và tụt kiếm 4-5kg luôn, chúng ta chỉ cần thử một lần là xét nghiệm thôi là đã có nhập viện chẩn đoán. Như vậy để chắc ăn, có bao giờ chúng ta cho bệnh nhân hai xét nghiệm cùng một lúc, vừa A1C vừa đường huyết nói, có bao giờ chúng ta ghi hai xét nghiệm cùng một lúc? Hỏi kêu lại, có bao giờ chúng ta làm vậy? Có. Có. Dạ, theo em nghĩ là không. 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 Thôi bây giờ ai có giơ tay lên đi. Những người nghĩ là có là sai. Trường hợp khác. Em nghĩ là có nhưng mà nó sẽ không dùng để chẩn đoán. Nó sẽ dùng để kiểm tra cái lượng đường huyết của người đã bị đánh. Không, đây là tiêu chí chẩn đoán nha. À. Tiêu chí chẩn đoán là người ta đến với mình, chứ không phải là người ta bị rồi, người ta làm mình cho thuốc rồi đó thì nó khác. Đây là tôi nói tiêu chí chẩn đoán. Không dùng hai xét nghiệm cùng một lúc. Theo khuyến cáo của thứ nhất, Hội đái tháo đường Hoa Kỳ, Liên đoàn đái tháo đường Thế giới, Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Hội Nội tiết Việt Nam không dùng hai xét nghiệm cùng một lúc. Bây giờ người ta chưa có triệu chứng gì hết, người ta không biết tăng bệnh không, chắc gì đường huyết người ta tăng mà làm luôn A1C. Lỡ đường huyết ta bình thường thì sao? Cho nên không có chỉ định làm hai xét nghiệm cùng một lúc. Nhưng cũng có nhiều bác sĩ làm hai xét nghiệm cùng một lúc. Thôi thì tôi dạy mail, tôi dạy cái chính xác, còn khi ra thực hành thì tùy. Tôi không có ý kiến, khi tôi dạy tôi phải nói cái chính xác. Không xét nghiệm hai cái cùng một lúc. Rồi, có ai hỏi gì không? Thầy, cái nào được ưu tiên? Ăn chay đâu có liên hệ gì đến đường huyết đói cao không? Ăn chay tức là ăn không ăn đạm động vật, cũng và đạm động vật thì đâu có liên quan gì đến cái chuyện tăng đường huyết. Tôi thấy những người ăn chay người ta ăn cơm nhiều hơn, cho nên ăn chay là không ăn đạm động vật, thì không ăn đạm động vật không có liên quan gì đến cái chuyện tăng đường huyết cả. Rồi em hỏi gì? Dạ, cho em hỏi là mấy cái xét nghiệm này như thế nào được ưu tiên không? Rồi, cảm ơn. Không có xét nghiệm nào ưu tiên, không có xét nghiệm nào là ưu tiên hơn. Ai muốn thử A1C, cho thử A1C. Ai muốn thử đường huyết đói, cho thử đường huyết đói. Ai muốn làm biện pháp điều lọc đi vô, cho là giá trị các xét nghiệm là tương đương nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, không đúng như vậy. Tôi phải nói tình hình thực tế, ở Việt Nam,
xét nghiệm hemoglobin A1C không được chuẩn hóa trên toàn quốc. Đó là xét nghiệm không được chuẩn hóa trên toàn quốc. Cho nên Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam không khuyến cáo ưu tiên sử dụng xét nghiệm A1C. Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam năm 2017 vẫn khuyến cáo sử dụng đường huyết đói qua đêm là tiêu chí ưu tiên. Nhưng ở những nước khác như Mỹ, Pháp, Canada, Singapore, bốn giá trị này nó có tương đương nhau, không có giá trị nào hơn giá trị nào. Trên mã là ví dụ như là phải là dùng làm hai lần một xét nghiệm, hay là lần này mình làm được huyết đói, lần sau mình làm 2 giờ sau uống 75 glucose thì cái giá trị tương đương chẳng đáng cái giống nhau. Thế thì thầy nói là không có công ty nào thì nó giá trị như thế. Tức là lần này làm cái này thấy chưa chắc, nó mà không có triệu chứng gì hết, đường 130 hẹn ta lại làm cái khác được đúng không? Em có nói rồi nói là ý đó đúng không? Yeah. Lần này làm đường huyết đói 130 thì không có triệu chứng gì hết, thấy bình thường, không có chuyện gì, không có gì hết, không có chuyện khác gì hết, đi khám nhưng mà định kỳ được 3 không chẩn đoán là vì không có triệu chứng, nói không là thôi, làm sao kêu lại tại vì thì bởi vậy nó cần phải hỏi tiếp tục là được cái đó tại sao như vậy có thể cái chế độ ăn làm này nó không đem bệnh nhân tăng được huyết mà lần sau 130 là tháng rồi, 130 là lớn hơn 126 rồi. Không có tuân thủ chưa có bệnh mà chưa điều trị sao kêu ta tuân thủ. Em không thể tinh thần câu hỏi. Bây giờ một người đi khám sức khỏe định kỳ không có triệu chứng gì hết, đang mạnh khỏe bình thường, như là bình thường cơ quan đi khám sức khỏe, vô đường huyết đói là 130. Không thể mà có triệu chứng là cách nhau ngắn quá. Thôi bây giờ em nhận trả lời đi, rồi các bạn khác ý kiến chứ đừng có nói qua nói lại. Hồi nãy tôi nói sao bởi vậy? Mấy em không có hỏi để biết kỹ hồi nãy tôi có nói gì. Bây giờ gặp con trách nhiệm một người không có triệu chứng gì hết, khám sức khỏe định kỳ, đường huyết dự đoán qua đêm 130, có chẩn đoán đái tháo đường hay không? Đừng có nhắc nha. Không. Vậy là em sai rồi. Có thì đúng rồi, cho nên em chẩn đoán có là sai. Hồi nãy tôi mới vừa nói tới thầy 150 cũng không chẩn đoán ta đoán được nếu một lần mà người ta không có triệu chứng. Hồi nãy mới nói vậy đúng không? Rồi vậy thì bây giờ lần thứ hai làm lại gì? Thầy em nghĩ là sẽ vẫn là lại lần sau. Tại sao? Thầy em nghĩ là cái giá trị của ba cái xét nghiệm nó như nhau, nhưng mà cái vấn đề về cái quá trình thực hiện của một cái nhân viên hay là cái gì đó thì em không sai sót. Ừ, sai sót thì cái này cũng có thể sai sót. Không được, là nói dựa theo khuyến cáo hay dựa theo cái gì đó tôi làm để tự thế nào chấm hết. Em nghĩ là sẽ làm lại xét nghiệm không? Rồi, dựa thế thì sao? Dạ, thầy, em có thể ví dụ là lần thứ nhất, bệnh nhân đến cũng là 2 giờ sau thôi. Thì cái lần này thì bệnh nhân cũng cho thử lại cái xét nghiệm này, do là cái người thực hiện người ta tại cái địa điểm làm cái xét nghiệm đó có lại luôn cơ đó, thì mình đã lại. Sao biết chắc là người ta quá không có đúng? Lần thứ nhất làm gì, lần thứ hai làm gì cái đó? Lần thứ nhất mình chẳng nói nhiều lên tiêu chí gì, lần thứ hai lặp lại tiêu chí đó. Tức là mình sẽ trung thủy với một xét nghiệm. Trung thủy? Tại sao mới lại? Chứ không phải là như em nói người thực hiện xét nghiệm. Cái đó nó theo khuyến cáo người ta nói rằng lần thứ nhất chẳng đoán bằng tiêu chí gì, lần thứ hai nên lặp lại tiêu chí đó. Rồi. Thầy vậy lỡ lần thứ nhất làm được huyết đói mà lần thứ hai người bệnh nhân lỡ ăn rồi thì mình tính dạng ta chứ lỡ thì ngày khác chứ giờ sao giờ? Nhưng mà sao? Kiểu như bệnh nhân đã định sao thì
Thì em nói hết ý đi. Cái vấn đề ở đây là vấn đề xét nghiệm đường huyết đói là một xét nghiệm làm được ở trung tâm y tế huyện. Em đừng có đặt cái vấn đề là người ta ở xa, người ta phải lên tới Sài Gòn, không đặt vấn đề đó. Bệnh nhân chỉ cần đến trung tâm xã thì làm không được rồi. Trung tâm y tế huyện có thể xét nghiệm thực hiện đường huyết đói được. Bởi vì đường huyết đói là một xét nghiệm rất đơn giản, không có mất cái gì mà phải đi từ dưới tỉnh mà lên tới Sài Gòn xa xôi để làm một cái xét nghiệm đường huyết đói. Cho nên phải giải thích cho bệnh nhân chuyện đó. Nếu mà cái giá trị nó mắc mé ví dụ là 199 thì sao vậy? Ví dụ cái giá trị của đường huyết lớn hơn hay bằng 200, 199 là nhỏ 200. Rồi. 199 là nhỏ 200. Rồi. Rồi có ai hỏi gì nữa? Có ai hỏi gì nữa không? Rồi, tiêu chí chẩn đoán là quan trọng, và tiêu chí chẩn đoán còn ai thắc mắc gì nữa đối với hướng dẫn của Hoa Kỳ thì sao? Hướng dẫn của Hoa Kỳ nó khác, nó thoáng hơn và người ta đưa A1C lên giá trị hơi cao hơn các xét nghiệm khác. Lý do là A1C là một xét nghiệm không cần bệnh đói, bệnh nhân có thể thử sáng trưa chiều tối gì cũng được, không ảnh hưởng bởi thời gian 72 tiếng đồng hồ sau xét nghiệm cái mẫu máu đó vẫn chính xác. Trong khi đó đường huyết cứ một tiếng đồng hồ là nó sẽ giảm đi 1 mg/dL. Thành thử ra cái mốc là 126 lấy máu không xét nghiệm liền 3 tiếng sau mới xét nghiệm thì 126 hay 127 thì nó còn hơn 124, nó không bền vững, nó đẩy thì nó không bền vững. Trong khi đó hemoglobin một C 72 tiếng đồng hồ sau lấy mẫu máu đó thử lại vẫn không có sai lại so với mẫu máu thử lần thứ nhất. Ở bên Mỹ thì người ta sẽ cộng cái tiền xét nghiệm theo chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Chi phí gián tiếp có nghĩa là gì? Nếu tôi cho em này một xét nghiệm thử đường huyết đó là thứ nhất cao nhưng em này không có triệu chứng, tôi cho em này thử lại xét nghiệm lần thứ hai cũng đường huyết đói, em này phải nghỉ việc ban đêm. Tại vì sao bên Hoa Kỳ có những người người ta làm bảo vệ gì đó ban đêm người ta trực thì người ta phải ăn. Người ta ăn thì chắc chắn đường ta tăng, cho nên để bảo đảm chính xác người đó phải nghỉ buổi tối. Người đó nghỉ buổi tối thì buộc lòng phải thuê một cái người khác làm thay vị trí người đó và phải trả tiền có thể cao hơn cái tiền lương người đó đang được hưởng. Thì người ta sẽ cộng tiền của xét nghiệm bằng tiền trực tiếp, tức là tiền hóa chất, tiền công nhân viên, cộng với tiền gián tiếp, tức là cái tiền mà phải trả cho cái người thay cái người này nghỉ việc. Do đó xét nghiệm đường huyết đói sẽ chi phí cao hơn là A1C. A1C có thể em này đang đi làm về buổi chiều ăn uống gì cũng được, nhé ngang phòng xét nghiệm lấy máu thử như thường không cần nghiệm đói, nó không phải trả cái tiền chi phí gián tiếp. Thành thử ra chi phí gián tiếp đó nó sẽ bằng không nếu sử dụng A1C. Tổng cộng lại cho chi phí cho bảo hiểm y tế xét nghiệm A1C vẫn rẻ hơn xét nghiệm đường huyết đói. Cho nên bên Mỹ thì người ta có ưu thế đưa ra. Cho nên nếu lần thứ nhất xét nghiệm đường huyết đói, lần thứ hai để giảm chi phí người ta có thể xét nghiệm A1C. Đó là tình huống xảy ra bên Hoa Kỳ và các nước mà có xét nghiệm A1C đã được chuẩn hóa. Ở nước mình, một bệnh viện lớn là bệnh viện Chợ Rẫy, phòng xét nghiệm của họ như vậy, thì một bệnh viện tuyến huyện có một cái phòng xét nghiệm mà xét nghiệm được A1C chắc chắn cái mức độ chuẩn hóa không được bằng bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đó là thực tế, cho nên ở Việt Nam thì không khuyến khích xét nghiệm A1C trong tiêu chí chẩn đoán. Không khuyến khích có thể làm được nào vẫn được, nhưng đừng bị lạm dụng. Nhưng bên Hoa Kỳ khác, lần thứ nhất đường huyết đói, lần thứ hai là có thể làm A1C. Rồi, đặt câu hỏi bên Hoa Kỳ, nếu lần thứ nhất làm đường huyết đói bất thường, lần thứ hai làm A1C bình thường, thì làm cái gì tiếp theo? Lần thứ nhất đường huyết đói
thường, là thứ hai A1C bình thường thì làm gì tiếp theo? Lần thứ nhất đừng có đói bình thường, ví dụ như đi tăng 10, nhưng gia đình có nhiều người bị tiểu đường quá, thì càng nhiều người trong gia đình bị tiểu đường quá. Bây giờ muốn kiểm tra lần nữa, làm A1C, A1C cao, thì giữa một cái bình thường thì một cái bất thường, làm lại cái gì hay làm cái gì tiếp theo? À thôi thì giữa một cái bất thường với cái bình thường thì làm cái gì tiếp theo? Bây giờ giữa một cái bất thường với một cái bình thường sẽ làm cái gì tiếp theo? Ai bình thường giơ tay lên. Giữa một cái xét nghiệm bình thường và một cái xét nghiệm bất thường, người đó có quá nhiều nguy cơ tiểu đường thì sẽ làm xét nghiệm gì tiếp theo hay không làm gì hết? Làm chứ. Không làm. Thôi bây giờ ai không làm giơ tay lên. Ai không làm giơ tay cao lên. Ai làm cái bất thường? Ai làm lại cái bình thường? Câu trả lời là ai làm bất thường là đúng. Nếu như một người gầy ốm như em này nè, không có nguy cơ cao mình tiểu đường, gia đình em này không có ai hết, một cái bất thường cái bình thường không làm gì hết. Nhưng nếu mà theo tôi có nhiều tiền căn gia đình, mắc bệnh đái tháo đường, một cái bất thường và một cái bình thường làm lại cái bất thường, không làm lại cái bình thường. Rồi có ai hỏi gì không? Rồi hỏi gì? Chuẩn hóa là sao? Phải ngồi xuống đi. Từ đâu ra cái phương pháp hemoglobin 1C từ hai cái nghiên cứu lớn ở nước ngoài? Hai cái nghiên cứu đó người ta thấy rằng là ở trên những bệnh nhân đã có đường, đường càng cao thì hemoglobin 1C càng cao, và người ta làm ra hai cái phương pháp để cho hai cái phương pháp này được xem là phương pháp hành đường chuẩn cho cái nước họ làm theo là họ kiện. Sau đó thì người ta thấy lợi ích của A1C rõ ràng, cho nên các nước khác mới làm theo cái phương pháp đó. Phương pháp đó là đem vào các nước khác thì phải được hội hóa sinh lâm sàng quốc tế đi xuống kiểm tra hoặc xét nghiệm và cấp một cái giấy chứng nhận là năm 2018-2019 đã được chuyển hóa rồi, nhưng 2020 không chắc là được. Thì những phòng xét nghiệm đó phải nhập một số tiền và phải mời cái chuyên viên của hội hóa sinh lâm sàng quốc tế xuống kiểm tra để cấp. Nhưng có điều là ở Việt Nam nghe từ hiểu không có dư tiền làm. Bây giờ đơn vị nào cũng nói tôi được chuyển hóa thì được, cứ đưa ra coi cái giấy chứng nhận của bên hội hóa sinh lâm sàng quốc tế lên đưa cho tôi đi, làm xong chúng ta làm xong thì đồng ý đó. Theo sự hiểu biết của tôi thì không có đâu có. Thôi đừng có hỏi, tôi đã nói cái đó là cái bác tôi hỏi, tôi nói hoài. Nói gì vậy? Bình tự bằng lòng với của mình, bình tự bằng lòng với cái của mình. Tại vì mà người ta tới được kiểm chuẩn á, có nặng nề, chi phí phức tạp đó. Mà cái kiểm chuẩn đó phải là kiểm chuẩn số đồng, năm, làm sao không tiền làm nữa. Giữa chừng nó xuống nó thấy không được, rút giấy luôn. À là thôi em không kiểu một năm, tự nhiên em kiểu gì rút lại em quê không? Thôi mà cũng làm còn hơn vậy thôi. Tự mình nghĩ là mình chuẩn đi thì mình chuẩn. Đừng hỏi tôi là chuyện đó nha. Như vậy thì để chẳng đá 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 bình thường không bị gì hết và nó là như là đôi cô đó là đường huyết đói, đó là những cái mốc. Nếu bây giờ xét nghiệm đường huyết đói không á, lớn lên đây là 126 là đã có đường, dưới 199 là bình thường, từ 100 đến 125 thì gọi là rối loạn đường huyết đói, đúng không? Nếu chỉ xét nghiệm đường huyết qua đây không thì nó mới có lớn mốc. Như vậy bây giờ một người 125 mà có quá nhiều yếu tố nguy cơ đái tháo đường thì sao? Thì bắt buộc phải cho họ làm lại. Nhưng nếu là ngày ốm không có tiền căn gia đình, không có yếu tố nguy cơ thì thôi.
quan trọng là mình phải dựa trên cá thể hóa từng bệnh nhân. Chứ còn áp dụng đại trà, không nên nói em này giống như tôi cũng có, em này là 125, có thể thôi để theo dõi chúng tôi 125, mình phải làm lại. Phải cá thể hóa từng đối tượng, chứ không áp dụng đại trà. Không áp dụng tình huống một cách đại trà, hoặc kiểu là như thế. Rồi, qua thắc mắc gì để chúng ta xét từng cái đó. Lục bớt ban đầu. Đối với đường huyết, 2 giờ sau ăn thì người ta cho là tương đương với nghiệm pháp nhập glucose. Hay nói lý do nghiệm pháp nhập glucose là một cái nghiệm pháp là tương đối với chúng ta. Để đơn giản hóa thì người ta cho là tương đương là 2 giờ sau ăn, tức là khi mình nhận đi ăn 2 giờ sau quay lại thì khi có một điều là gì? Ở Việt Nam mình không có bữa ăn thường. Quan trọng là gì? Thành phần carbohydrate là bao nhiêu, công thức là bao nhiêu, glycine là bao nhiêu, lipid là bao nhiêu là bữa ăn chuẩn. Ăn một dĩa cơm tấm nó khác với lại ăn một tô bánh canh, đúng không? Ăn một tô phở khác ăn một bánh thịt mà không có bữa ăn chuẩn thì làm sao? Thì thôi mình tạm chấp nhận cái không cách nào mình chuẩn hóa trong mọi tình huống. Không có cách nào mình chuẩn hóa cho mọi tình huống, cho nên thì mình vẫn có thể áp dụng những việc thay giờ sau thay cho nghiệm pháp nhập glucose. Nhưng nhớ nếu như bệnh nhân không có triệu chứng phải làm lại lần thứ hai chứ không phải làm lại nhất. Bệnh nhân ăn một tô hủ tiếu to nó khác với bệnh nhân ăn một tô bún riêu trung bình, không có thể nào mà nói bệnh nhân có một bữa ăn chuẩn. Không có làm, ở nước ngoài nó sẽ có một cái gói, nhưng gói gì đó trong đó nó định được chuẩn luôn thì nó gọi là bữa ăn chuẩn, nhưng ở nước Việt Nam không có cái gói đó, không có gói đó. Rồi, như vậy có ai thắc mắc gì về tiêu chí chẩn đoán? Khái niệm trung gian là gì? Là rối loạn dung nạp glucose hoặc là rối loạn đường huyết đói. Thì người ta gọi là khái niệm trung gian. Còn bình thường là bình thường, thái thái thường là thái thường. Còn phần mà sẽ đắt đây thì gọi là phần mà sẽ đắt đây thì gọi là khái niệm trung gian. Có ai hỏi gì? Rồi em hỏi sao? Sao với hạ đường huyết?
À, đường huyết thì định nghĩa là đường huyết dưới 2/7 mm đang lên dưới đất. Ý bạn ở trong cái hình này là mức 60 là bình thường thì bạn hiểu lầm. Có luôn như 16 người ta đâu có thì cái hạ đường huyết đâu. Phụ nữ đường huyết thông minh nó thấp hơn nam giới. Nhưng mà cũng đọc thêm được. Phụ nữ có phụ nữ đường huyết thấp hơn nam giới. Rồi. Rồi hỏi gì hả? Bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Học lẹ đi. Đây. Cái này nó sẽ tương đối là 2018 chúng ta mới là cái gì? Nếu có sự bất thường hợp đáng kể như là một tên và quy mô thứ tư có thể dẫn đến trường hợp bệnh lý hemoglobin. Tại vì bên Tây nó có những cái bệnh lý như hemoglobin E, hemoglobin S và đặc màu đặc biệt. Và nếu bệnh nhân có những cái tình huống đó thì ví dụ như là đường huyết của người ta là 3/4 mm dl và hemoglobin là 1/4. Tức là ở đây có sự bất thường hợp đáng kể, sử dụng chỉ đáng kể nha. Tức là một cái thì quá cao, cái thì bình thường, chúng ta gọi là đáng kể. Thì phải nghĩ đến bệnh nhân có những bệnh lý hemoglobin đi kèm. Thì làm cách nào để phát hiện bệnh lý hemoglobin đó bằng cách chuyển đi điều dịch hemoglobin. Mình kêu phòng sinh hóa chạy dần chuyển đi miễn dịch hemoglobin. Thì khi chuyển đi miễn dịch hemoglobin sẽ xuất hiện hemoglobin bất thường. Nó sẽ cạnh tranh với hemoglobin A1C, làm cho hemoglobin A1C thấp, trong khi đó đường huyết tăng quá chậm. Rồi, có ai thắc mắc gì ở đây không? Hoặc là trong những tình huống như vậy thì mình chỉ dựa trên đường huyết để mình chẩn đoán là đường huyết tăng quá chậm. Mình đặt lấy trên. Thấy bệnh nhân có thalassemia, có nghe về thalassemia bao nhiêu? Dạ rồi. Thấy bệnh nhân có thiếu máu, không hỏi gia đình coi đi, có tiền ăn, bệnh lý về hemoglobin hay không. Trong tình huống đó, sử dụng tiêu chí đường huyết tương, không sử dụng tiêu chí hemoglobin. Hoặc bệnh nhân đã đến nhiều lần rồi. Đường huyết thử nói 2 lần, 2-3 năm, khi A1C có trình 6.1, 6.2, thì mình phải kêu phòng xét nghiệm chạy cho mình một cái mẫu điện di miễn dịch để mình xem có hemoglobin bất thường hay không. Có ai hỏi gì chỗ này không? À, bây giờ một bệnh nhân vô uống rượu sơ gan, vỡ giãn tinh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa ào ạt, sau đó được truyền 3-4 đơn vị hồng cầu láng, đừng làm xét nghiệm hemoglobin A1C. Tại hemoglobin A1C đó là hemoglobin A1C của chai máu mình đang truyền chứ không phải là của người ta, hiểu không? Hoặc bệnh nhân bị suy thận này có chỉ định chạy thận nhân tạo thì cũng không có chỉ định xài hemoglobin A1C. Mà bệnh nhân đang thay lên thay là một chuyện khác đó, ta được phải tìm được chuyện khác. Thấy một chuyện ở đây không là người ta đưa tiêm cho những điểm là xét nghiệm với một người hồ sơ đó cũng có những chuyện gì. Rồi hiểu không? Có ai có đặt câu hỏi gì không? Có ai đặt câu hỏi gì không? Đây. Đó là hai cái phương pháp và cái nghiên cứu là chuẩn hóa A1C. À, ở Việt Nam mình thì tôi không biết nha, chứ tôi nói không có nha. Tôi không biết có phòng xét nghiệm về chuẩn hóa không, tôi không biết. Chính
xác hơn những phòng xét nghiệm tương đối đơn giản thôi. Chứ còn bây giờ ở đâu chính xác nhất thì tôi không biết. Rồi, có ai hỏi gì về hemoglobin A1C nữa không? Ở bên Mỹ tất cả các xét nghiệm được chuyển hóa thành cái này hết rồi. Bên Nam cũng vậy, Canada cũng vậy, Pháp, Singapore cũng vậy hết. Nhưng ở Việt Nam thì tôi không biết. Tại những nước kia thì tôi đã qua rồi, tôi biết. Có ai hỏi gì nữa không? Em phải thắc mắc quá đây, có thắc mắc gì nữa không? Một sao này quá đi. Có một sao này đi. Đây, cái câu hỏi này. Để nhận ra cái đường khai, đường khai đói, đường khai giờ sao em? Nhưng mà là tôi có giá trị tương đương. Có giá trị tương đương, tức là muốn làm gì là vô gặp cái mặt xây muốn thử đường khai đói, mặt xây thử. Cái cô này cũng thử là một xe thì cô này cũng thử không có cái nào hơn cả. Nhưng ở Việt Nam thì cẩn thận nó sẽ kiểm cho một bên một xe. Ở Việt Nam thì cẩn thận nó sẽ kiểm cho một bên một xe. Vậy thôi. Còn bên Mỹ thì muốn cái này có giá trị tương đương, muốn xét nghiệm là giá trị cứ là. Nên bệnh nhân đã có được khi tiếp cận dĩ nhiên là coi bệnh nhân có chắc chắn có nguy cơ tiêu hóa hay không. Thì mình phải điều trị luôn, tại vì đa số bệnh nhân đã có được tử vong do tiêu hóa tim mạch. Cái này thì không thuộc tiêu chí chẩn đoán, tôi nói là đây là những đối tượng cần tầm soát thái thao đường. Đây là những đối tượng cần tầm soát thái thao đường. Đây này có ai hỏi gì không? Đây này có ai hỏi gì không? Còn kỹ thì có ai cần hỏi thì tôi sẽ giải thích. Dính gì đấy thai được thai kỳ đâu, một người phụ nữ trong thai kỳ không có đái tháo đường gì hết, nhưng sanh đứa con là có đứa con cân nặng đến 4kg là mình tầm soát, chứ không có nói đái tháo đường thai kỳ gì đây hết. Đang hỏi cân nặng lúc sinh trên 4kg đó có con, và cái đứa con nó cân nặng lúc sanh trên 4kg, hiểu không? Ví dụ như một bà A trong không có đái tháo đường gì trong thai kỳ hết, bà sanh con ra 4kg 3 thì phải tầm soát bà đó vậy thôi. Tại sao? Chứ không có nói trong lúc mà đái tháo đường thai kỳ gì hết, đâu có nói đái tháo đường thai kỳ gì. Bạn hỏi không có dính gì đái tháo đường thai kỳ hết á. Không hiểu câu hỏi hả? Rồi, chưa suy nghĩ ra câu trả lời. Lý do đơn giản là vì người ta theo dõi ở những cái sản phụ mà có con cân nặng lúc sanh trên 4kg có nhiều nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường hơn là những sản phụ có con cân nặng lúc sanh dưới 3kg thôi, nên người ta cần nhiều tầm soát để không. Sao khu này thắc mắc gì? Đẹp bạn thắc mắc gì? Thảo luận sao? Ý tụi em sao? Là theo được biết thì con mà trên bình thường sinh ra là em bé khoảng từ 3kg đến 3,5 bình thường, nếu mà trên 4kg được xác định là con to. Đúng rồi. Mà nếu mà là con to thì có thể là trong thời gian mang thai mẹ đã có một vấn đề đó mà làm cho con to, thì nó liên quan đến đường huyết, đến em bé. Đái tháo đường thai kỳ là một chẩn đoán được tầm soát từ tuần lễ thứ 24 đến 28
24 đến 28 trong thai kỳ. Nếu như bệnh nhân đã được tầm soát trong tuần đại đến 24 đến 28 mà không có khỏa tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì coi như không có mắc đái tháo đường thai kỳ. Đúng không? Đúng không? Bệnh sản nói vậy đúng không? Rồi. Vậy thì người ta đến tuần thứ 24 đến 28 người ta tầm soát là không có gì thì không chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, người ta sanh ra một đứa con 4 ký 1, 4 ký 2 thì tại nó bị vậy. Thì bây giờ những cái người mẹ đó mặc dù không bị đái tháo đường thai kỳ nhưng trong tương lai vẫn chuyển sang đái tháo đường tiếp 2 nhiều hơn những bà mẹ có con sanh ra trong khoảng từ 3 ký 2 đến 3 ký rưỡi vậy thôi. Không hiểu hả? Đó là một cái yếu tố nguy cơ. Chính vì vậy thì người ta kêu tầm soát, còn đơn giản là vậy. Đó là một cái yếu tố nguy cơ. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Em ở dưới hiểu chưa em ơi? Em gì dưới? Em hiểu không? Rồi. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Thầy, cái hội chứng buồng trứng đa nang thì có rối loạn gì tới đường huyết? Có. Hội chứng buồng trứng đa nang là một hội chứng tăng tình trạng đề kháng insulin do tiết nhiều hormone nam giới trong cơ thể. Chính vì vậy trên những bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang thường là béo phì và có tình trạng đề kháng insulin, do đó phải tầm soát đái tháo đường. Có học sản có không? Có biết hội chứng buồng trứng đa nang biết nhưng mà không có được học, không có học kỹ. Rồi thôi tôi trả lời rồi đó. Hội chứng buồng trứng đa nang gia tăng nguy cơ đề kháng insulin do tiết nhiều androgen, do đó phải tầm soát đái tháo đường thai kỳ. Xin lỗi, tầm soát đái tháo đường tiếp 2. Tôi lộn rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Rồi có ai hỏi gì nữa không? Bệnh tăng huyết áp có liên quan đến đái tháo đường. Tất cả những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch như bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn mỡ máu đều nằm trong hội chứng đề kháng insulin. Mà nếu đã nằm trong hội chứng đề kháng insulin thì gia tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Chứng buồng trứng đa nang là tăng androgen hormone thì tăng đại diện insulin chị. Nên như vậy thì người đang hỏi xong quá. Câu hỏi này đi hơi xa. Hỏi là nam giới có tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường người giới hay không? Không có nghiên cứu. Không có nghiên cứu là người nam giới tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường hơn người giới. Nhưng trong người nữ giới có hội chứng đề kháng insulin do hội chứng buồng trứng đa nang, người ta thường béo phì, nó liên quan đến khả năng tiết androgen. Chính vì vậy những bệnh nhân này cần phải tầm soát bệnh đái tháo đường tiếp 2. Rồi rồi có ai thắc mắc gì nữa không? BMI này được tính chung có một tiêu chí chẩn đoán BMI cho dân số khu vực châu Á Thái Bình Dương là ở Mỹ cao hơn đó, hồi bữa này ba. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Phân loại bệnh đái tháo đường thì đây là phân loại chung và có tính chất học thuộc lòng. Đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, thai kỳ và các tiếp đặc hiện khác. Thông thường đa số trường hợp gặp là tiếp 2, chiếm 90-95%. Tiếp 1 dưới khoảng 3%. Đái tháo đường thai kỳ là một cái đề tài khác. Các tiếp không đặc hiện khác thì tương đối phức tạp và phải chẩn đoán bằng nhiễm sắc thể, tức là chẩn đoán bằng gen. Đây là cái cách để phân biệt cái đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 1A và tiếp 1B. Đa số người Việt Nam rơi vào tiếp 1B. Đa số người Việt Nam rơi vào tiếp 1B. Cho nên là không dùng kháng thể để chẩn đoán.
Đây là phân biệt giữa tuyến 1A và tuyến 1B. Đa số người da vàng và người da đen sẽ rơi vào tuyến 1B, chứ không phải rơi vào tuyến 1A. Tuyến 1A sẽ rơi vào người da trắng nhiều hơn. Đây là cơ chế nãy giờ mình nói, cơ chế đề kháng insulin á. Phá cơ chế đề kháng insulin thì mới làm cho đá có được. Cơ chế đề kháng insulin sẽ là nền tảng của bệnh đái tháo đường tuyếp 2, nền tảng của bệnh đái tháo đường tuyếp 2. Nhìn thấy hình này thì giống như là thầy bói từ xem voi. Mỗi người đó sờ con voi ở một cái cơ quan khác nhau, và như vậy con voi là tổng hợp tất cả những cái gì người ta sờ thấy. Tôi đưa cái hình này để nhận ý nghĩa là gì? Cơ chế đề kháng insulin nó tùy thuộc vào mỗi chuyên khoa. Mỗi chuyên khoa thì sẽ nhìn cơ chế đề kháng insulin qua một cách khác nhau, thì cơ chế đề kháng insulin tổng hợp tất cả các yếu tố này. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng nhà sinh học phân tử nói là cơ chế đề kháng insulin là do rối loạn các phân tử vận chuyển glucose, viết tắt là glucose quay tỏ tay gọi là glucose, là phân tử vận chuyển glucose. Phân tử vận chuyển glucose nó có nhiệm vụ là sau khi glucose vào tế bào rồi thì phân tử này nó sẽ đưa glucose đến từng bào quan thích hợp tùy theo hoạt động của các bào quan. Một ví dụ đơn giản cho dễ hiểu, bây giờ ở đây cũng đã từng bị đám cưới hết rồi, đúng không? Trong đám cưới thì nó có những cái bàn ở trong cái phòng, một cái bàn để được tượng trưng cho một bào quan trong tế bào. Ví dụ như tinh thể là bào quan, bộ máy nội sinh là bào quan, tiêu thể là bào quan, đúng chưa? Rồi. Thì như vậy tùy theo tế bào đó là tế bào mới trưởng thành, tế bào non hay tế bào già cỗi sắp chết, thì từng bào quan nó sẽ hoạt động năng lượng khác nhau. Đối với những cái tế bào mà sắp chết đó thì sao? Tiêu thể nó hoạt động mạnh hơn. Tại sao? Nó sẽ tiêu hủy thành phần trong tế bào và tế bào mới chết đi. Đối với những tế bào đang hoạt động trưởng thành thì gì? Tiêu thể hoạt động nhiều hơn để cung cấp năng lượng cho tế bào sử dụng. Đối với những tế bào non thì sao? Bộ máy đầu tiên nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Như vậy tùy từng thời điểm mà từng bào quan đó nó cần những năng lượng khác nhau, chứ không phải đưa được qua trong tế bào là bào quan nào cũng được chia đều năng lượng. Thế hiểu cái đó. Thì như vậy bây giờ khi chúng ta đi đám cưới thì mỗi bài như vậy đó, nó sẽ là bài bài cô dâu, bài chú rể, con đẹp thằng con. Thì khi mà chúng ta đã bỏ tiền vào được một người, nếu chúng ta bước vào cửa mà chúng ta không có những người đưa chúng ta đến bàn tương tự đó, thì chúng ta cứ đứng ở cái cửa ngoài. Đứng ở cái cửa ngoài thì sao? Đói. Những cái người đi sau không có vô được, thì chúng ta là những người đến dự là gì? Là glucose. Nếu sau khi vào tế bào rồi mà không được phân tử vận chuyển glucose đưa lên đến các bạn thích hợp thì sẽ tử động, và những phân tử glucose khác không vào được tế bào, phân tử glucose không vào được tế bào, hậu quả là đường huyết sinh thành. Hiểu được chỗ đó không? Thì phân tử vận chuyển glucose và nó sẽ phân phối glucose tùy là các bào quan thích hợp. Chỗ này hai phân tử glucose, hai người vô ngồi các bạn, bạn cô dâu, một người khác vô ngồi các bạn, bạn chú này các bạn. Đó là vai trò của phân tử vận chuyển glucose. Hiểu được không? Yeah. Thì phân tử vận chuyển glucose bị rối loạn thì bị thiếu thì sao? Để kém insulin, insulin không vào được tế bào và còn tồn tại ở trong máu khiến cho đường huyết tăng. Đó là cơ chế của nhà sinh học phân tử chúng ta nhìn. Hiểu được chỗ này không? Có ai cần giải thích lại không? Có ai chưa hiểu hoặc thắc mắc gì không? Có ai chưa hiểu hay thắc mắc gì không? Cơ chế này khác thứ hai là do di truyền hay độc tố gen. Tại sao người da trắng, rồi người da vàng, rồi người da đen, rồi người Ấn Độ, người Trung Quốc v.v. đề kháng insulin khác nhau dựa trên đâu? Dựa trên di truyền. Người ta thấy là người Ấn Độ, em đã coi phim Ấn Độ thì thấy sao? Đàn ông Ấn Độ mà còn hai con, thì tại sao do di truyền và như vậy tăng nguy cơ đề kháng insulin? Người da trắng thì sao? Cơ bắp được nhiều hơn, ít có mô mỡ nhiều thì giảm được tình trạng đề kháng insulin. Đó chính là dựa theo yếu tố di truyền. Tuổi, tuổi trẻ
bằng cái em mà có chai nước. Hồi xưa tôi vô trường của bạn em thì tôi già thì tôi sẽ ăn để kháng insulin hơn. Cái bọn mẹ thì tập đi, tập đi, tập cho nước, quay tay, cuối là mình đi về, quay tay, tập cái cuối làm gia tăng tình trạng đề kháng insulin, sử dụng là dùng tập cái cuối làm gia tăng tình trạng đề kháng insulin, bệnh đi kèm bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu làm tăng đề kháng insulin. Tăng ngay sức kháng tự do cũng làm tăng đề kháng insulin. Cuối cùng bé phì tăng cân cũng hoạt động chắc chắn tăng đề kháng insulin. Thì như vậy cơ chế đề kháng insulin là tổng hợp tất cả những yếu tố đó chứ không phải là một yếu tố riêng lẻ. Như vậy nếu là lão khoa thì chỉ nhìn tuổi thôi, tuổi càng cao thì càng tăng đề kháng insulin. Bên tim mạch thì chỉ nhìn là thuốc và bệnh đi kèm. Đi học dự phòng thì béo phì tăng cân bởi hoạt động, đúng không? Sinh hóa thì phải nói tăng sinh tế tự do, siêu tổng tim. Như vậy cơ chế đề kháng insulin tổng hợp tất cả những cơ chế đó chứ không phải có một cơ chế một mặt. Rồi, có ai thắc mắc về chỗ cơ chế đề kháng insulin không? Có ai thắc mắc về cơ chế đề kháng insulin không? Thì nếu các bạn hỏi gì về cơ chế đề kháng insulin không? Đề kháng insulin xảy ra thì chuyện gì là hậu quả? Hậu quả là tế bào beta tụy nó phải tiết thêm nhiều insulin. Tế bào beta tụy tiết thêm nhiều insulin thì nó nhanh chóng nó sẽ bị cạn kiệt dự trữ insulin. Bên cạnh đó tình trạng nhiễm độc mỡ nó làm cho tế bào beta tụy chết nhiều hơn. Tình trạng nhiễm độc đường trong cơ thể làm cho tế bào beta tụy chết nhiều hơn. Chính vì vậy mà khi chúng ta điều trị bệnh nhân làm sao phải giảm đường huyết càng sớm càng tốt, giữ càng lâu càng tốt và điều trị yếu tố nguy cơ tim mạch là điều trị rối loạn mỡ máu. Dạ cái hành gì ạ? Tế bào beta tụy là tế bào tiết insulin. Bây giờ tế bào beta tụy bị cạn kiệt dự trữ rồi, tiết không đủ insulin thì tế bào beta tụy sẽ gây ra tình trạng khiếm khuyết tiết insulin. Đây là cơ chế thứ nhất. Vậy cơ chế thứ hai là tính insulin chính là cái cơ chế đề kháng. Đây là hai cái hình mình nói là hai cái cơ chế mà cái sai đầu tiên vừa là bài tính insulin vừa là biến insulin. Như vậy một bệnh nhân lúc chúng ta chẩn đoán bệnh nhân đã bị đái tháo đường chắc chắn rồi thì cái nào là ưu thế? Khi chúng ta đã chẩn đoán bệnh nhân chắc chắn là đái tháo đường rồi, hai lần đường huyết trên 5 tháng thì cơ chế nào là ưu thế? Hồi nãy cái slide đầu tiên có nói là cơ chế gồm có khiếm khuyết và giảm hoạt tính insulin, đúng không? Đây là khiếm khuyết tiết insulin. Khiếm khuyết tiết insulin là hậu quả của tình trạng giảm hoạt tính. Giảm hoạt tính là do đề kháng. Như vậy khi mà chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường chắc chắn rồi thì cơ chế nào sẽ chiếm ưu thế? Cơ chế đề kháng insulin nó sẽ là cơ chế chính. Tại vì sao cái cơ chế đó? Được rồi. Đó là cơ chế đề kháng insulin xong. Thầy đi nghe mình. Đúng rồi em. Đề kháng khiếm khuyết cái gì? Còn tăng hoạt tính, hạ giảm hoạt tính, giảm hoạt tính. Một khi bệnh nhân đã được đái tháo đường rồi là hai cơ chế xuất hiện, không có cơ chế nào nổi trội như thế này. Mà cơ chế nào xuất hiện trước? Một khi bệnh nhân đã được đái tháo đường rồi, chắc chắn rồi hai cơ chế đều là gây nên, không có cơ chế nào nổi trội như thế này. Tại nếu nó đề kháng mà nó chưa có kiếm tiếp tiến, tức là chưa bị đái tháo đường, được biết khi đó chưa tăng. Đơn giản thì
bây giờ để ra một cái hình dung cho dễ hiểu nè. Ai đây cũng nhà xe ông ta hết rồi đúng không? Ai cũng qua cầu hết rồi. Cái cầu cao nhất ở Sài Gòn là gì? Cầu Phú Mỹ đi chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ đi lên cầu Phú Mỹ là cái đề kháng. Cái xe ông ta của mình phải tả số nhỏ, mình rồi máy rồi chạy lên cầu, đúng không? Nếu như cái xe của mình nó còn mạnh mà nó chạy lên được cầu, thì nó lớn đẩy đẩy, không có chịu được. Cái xe của mình khi mà nó cũ lâu quá rồi, máy nó yếu quá rồi, mình qua cái cầu cao quá, mình rồ máy mình chạy lên không được. Quan trọng là độ dốc, được phải độ cao. Cho nên cái xe đó là nó còn mạnh, nó chạy vừa cái cầu nó xuống dốc bên kia, chưa có chẩn đoán là được. Thế mà bên ta tự là những cái máy xe này, mình cố gắng mình rò để nó tiết hay sinh nhiều hơn mà nó thắng được cơ chế đại kháng, tức là nó vượt qua được cái nhóm cầu là không bị đánh được. Đã ta được rò là hai cơ chế cùng lúc. Như vậy, phút đầu tay là đánh lên cơ chế đại kháng hay cơ chế kiếm quyết. Phút chọn lựa đầu tay theo tay y là sẽ đánh lên cơ chế đề kháng hay cơ chế kiếm quyết theo tay y. Thank you.
Ngoài ra một số bệnh lý như là viêm tụy mẹ, phổ tụy tụy, ung thư tụy, nhiễm chất tố sắc, nhiễm glucosito, bệnh đái tháo đường do sơ sở tụy đều gây tổn thương tụy. Tổn thương tụy thì tổn thương cả tế bào beta và tế bào alpha. Đặc biệt trong tình huống này, bệnh nhân sẽ có tình trạng suy dinh dưỡng đi kèm. Bệnh nhân sẽ có tình trạng suy dinh dưỡng đi kèm. Đã cho bị các bệnh lý nội tiết khác thì cái này thì chúng ta đầu tiên hội chứng cơ sinh đường giáp phonofitum hội chứng phôn khu biến tụy tiết bên cạnh lông vân 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 thì là những cái chẩn đoán trước sau của bệnh nội tiết có thể nghe là nám thai đã bị thứ hai là đủ có thể là nám thai đã bị thứ hai là đủ đã cho được cho dùng thuốc một số thuốc cũng có thể nghe là đã được cho nên cẩn thận khi cho thuốc cho bệnh nhân. Còn tuyên quyết được xem là thuốc là tăng đường huyết số 1. Còn tuyên quyết được xem là thuốc là tăng đường huyết số 1. Dữ liệu huyết. Các hội chứng này mình phải chứng minh bằng trên đó. Chung cái gì ạ? Như vậy, theo tiêu chí của đái tháo đường 2017 của Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, tại mình nói quốc tế rồi, Mỹ rồi, thế giới rồi, mình phải nói Việt Nam. Hiện giờ mình theo cái gì? Thật ra Việt Nam mình thì cũng giống như quốc tế, chứ không có gì khác. Nhưng mà phải giới thiệu là có cái Hội Nội tiết Việt Nam và có cái phát đồ tiêu chí chẩn đoán, chứ không phải nói là Việt Nam không có gì là sai. Cái hình đó. Cũng không có gì khác. Giống gì luôn. Không có gì khác. Nhưng hồi nãy tôi có nói là không là chữ thứ 1C tại Việt Nam. Cho nên thật ra Việt Nam chỉ có áp dụng tiêu chí thứ nhất. Và tiêu chí cuối cùng. Vậy thôi. Hai tiêu chí. Tại sao biện pháp như là tôi vô thì ta cũng có làm tương đối phức tạp, tốn kém thời gian, chờ đợi lâu, cho nên lâm sàng không làm, trừ khi làm nghiên cứu. Việt Nam thì tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai là làm thường xuyên, không có gì khác. Tiền đã đáy đường của Việt Nam cũng giống như Mỹ thôi, không có gì khác. Cũng giống như cái bản hay cái cột hồi nãy tôi giới thiệu thôi, không có gì khác. Rồi. Mục tiêu điều trị bác sĩ Quỳnh sẽ dạy phần điều trị, tôi dạy đến phần chẩn đoán, phân loại và tiêu chí chẩn đoán. Trên cái thắc mắc của bài hôm nay, dứt bị đâu rồi? Thôi dừng giờ vậy đi. Xin mấy hoàng. Hỏi đừng có hỏi. Từ từ rồi.